Ai mày dao, mày kéo đây. Thời bây giờ, chỉ cần vài chục ngàn đồng là có thể mua được một con dao loại tốt ở chợ. Siêu thị thì đôi ba bữa lại khuyến mãi, có khi chỉ hơn 100.000 đồng là mua được cả vừa dao vừa kéo. Ai cũng nghĩ rằng ở một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà hàng hóa không thiếu thứ gì thì những nghề như mài dao, kéo sẽ hết đất sống. Nhưng đâu đó trong những con hẻm quanh co, thi thoảng lại vang lên tiếng dao quen thuộc, mài dao, mài kéo đây. Như từ đôi ba chục năm trước, bộ đồ nghề của những người mài dao, mài kéo dạo rất đơn sơ, đó là cục đá mài với cây sắt liếc. Ai tân tiến hơn thì trang bị bộ đồ mài bằng bánh xe có trục quay tay hoặc chạy máy. Giá mài dao dao động từ 5.000 đồng đến khoảng 30.000 đồng, tùy loại dao lớn, nhỏ, còn kéo thì khoảng 20.000 đồng mỗi cây. Vất vả là vậy chứ đây cũng là nghề mưu sinh của nhiều người tha hương đến thành phố. Ông Nguyễn Giàng, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm nghề mài dao kéo hơn chục năm ở thành phố Hồ Chí Minh, kể, nghề này lấy công làm lời chứ đồ nghề không bao nhiêu tiền. Khách hàng chính của ông là các hàng thịt, hàng cá ở các chợ quận 4, ngày làm được chục mối là cũng ổn. Vất vả chút nhưng mỗi tháng cũng gửi về quê vài triệu đồng lo cho sắp nhỏ đi học. Giờ đứa lớn vô đại học rồi, nó thuê nhà hai cha con cùng ở. Bà con quý vì mình làm quen, làm tốt nên hầu như có khách ổn định. Thành phố ồn ào nhưng cũng dễ sống, miễn chịu khó và làm ăn thiệt lòng.